Có lẽ trong chúng ta, ai ai cũng được nghe và nói rất nhiều về thành công. Tuy nhiên, công thức thành công của những doanh nhân trên thế giới không hề giống nhau. Mỗi người đều có cách nhìn nhận về thành công khác nhau. Với người này, thành công là được làm công việc mình yêu thích. Nhưng với người khác, thành công là đạt được những thành tích, những chiến thắng trong công việc, trong sự nghiệp, hay đơn giản hơn là vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình. Để thành công, bạn không cần phải có những bằng cấp danh giá hay những bí quyết đặc biệt. Điều bạn cần nhất là có một trực giác nhạy bén, một tinh thần làm việc chăm chỉ và lòng dũng cảm theo đuổi đến cùng mục đích của mình. Đó là câu nói của Robert Mondavi, chủ tịch công ty Mondavi, Hoa Kỳ, hay John Chen, chủ tịch tập đoàn, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc của Sybay cho rằng thành công xuất phát từ một tầm nhìn rõ ràng và sự nỗ lực hết mình. Không phải mọi cố gắng của bạn luôn mang lại thành công, nhưng bạn có quyền tự hào vì đã cố gắng hết mình. Làm được điều đó, bạn đã thành công đến 90%. Cuốn sách Vì sao họ thành công là tập hợp những câu chuyện về khả năng, kinh nghiệm và bí quyết lãnh đạo thành công của các doanh nhân. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những người thành công, họ đã sống và làm việc như thế nào, quan niệm của họ ra sao về sự thành đạt và phẩm chất nào đã làm cho tên tuổi của họ nổi tiếng khắp năm châu. Tất cả những điều này sẽ được thể hiện trong cuốn sách Vì sao họ thành công của tác giả Lucinda Wilson do Vương Bảo Long biên dịch, được nhà xuất bản Trẻ phối hợp với nhà sách First New ấn hành năm 2008 với độ dày 279 trang, khổ giấy 21cm. Qua những câu chuyện nhỏ trong quyển sách, bạn sẽ gặp được những nhân vật tiêu biểu, những người mà luôn lấy công việc làm lẽ sống, lấy thành tích kinh doanh làm mục tiêu, lấy sáng tạo làm khát vọng và luôn xem công ty là ngôi nhà thứ hai của mình. Những con người được đề cập trong quyển sách này có xuất phát điểm rất khác nhau. Một số khởi nghiệp từ bàn tay trắng, trong khi những người khác nhận hỗ trợ rất nhiều về mọi mặt. Có người tìm thấy ước mơ của mình từ khi còn rất trẻ, trong khi có những người phải mất một thời gian dài mới tìm ra mục đích của đời mình. Nhưng tất cả đều giống nhau ở chỗ là họ có ước mơ và dám theo đuổi ước mơ đó đến cùng. Ước mơ chính là động lực thúc đẩy họ chinh phục những đỉnh cao sự nghiệp. Mở đầu sự thành công của các doanh nhân không thể không kể đến là ông John Sculley, nguyên tổng giám đốc điều hành tập đoàn Apple. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình khi làm cho một công ty quảng cáo. Sau đó, ông nghiên cứu thị trường cho tập đoàn Coca-Cola. Và cuối cùng, ông chuyển sang làm giám đốc tiếp thị của hãng Pepsi. Sau 5 năm làm việc tại đây, với sự sáng tạo, óc phán đoán, có tài tiếp thị và tầm nhìn rộng, ông đã đưa tên tuổi của hãng Pepsi vượt qua hãng Coca-Cola. Nhưng cũng ngần ấy thời gian, ông đã phải đối mặt và giải quyết vô số các tình huống rắc rối, khó khăn trong quá trình làm việc. Qua đó, ông đã phát hiện ra rằng cái ông được lớn nhất đó chính là kinh nghiệm. Và hiện tại, ông được đề bạt chức tổng giám đốc điều hành tập đoàn Apple khi ông đưa doanh số của Apple từ 600 triệu đô tăng lên 8 tỷ đô một năm. Và Apple đã từng được giải thưởng xuất sắc về quảng cáo trên truyền hình. Ai đã từng sử dụng máy văn phòng hay máy vi tính mang nhãn hiệu IBM trên khắp năm châu thì không thể không nhắc đến doanh nhân thành đạt, ông Frank Carey, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc điều hành tập đoàn IBM, một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia. Ông bắt đầu sự nghiệp bằng công việc huấn luyện kỹ năng bán hàng tại IBM. Nhờ sự nhiệt huyết và hết lòng với công việc, ông được đề bạt lên vị trí giám đốc chi nhánh của IBM. Ông là người quản lý đạt doanh số cao nhất nên được đề bạt lên giám đốc khu vực. Và cuối cùng, ông trở thành tổng giám đốc điều hành của IBM. Ông đã đưa IBM trở thành mạng lưới danh tiếng khắp thế giới. Điều mà ông muốn nhắn nhủ với tất cả những ai đang khởi nghiệp rằng không có sự chuẩn bị nào là thừa thải cả. Một nền tảng học vấn vững chắc, hiểu biết rộng về mọi mặt trong cuộc sống và tính cách cá nhân tốt là những nhân tố quan trọng dẫn đến thành công. Theo ông, một nhà lãnh đạo xuất sắc là phải luôn nêu gương và truyền cảm hứng cho mọi người. Và dám bày tỏ chính kiến với cấp trên là chìa khóa cho sự thành công. Cuốn sách Vì sao họ thành công
sẽ giúp cho các bạn trẻ trang bị thêm những kinh nghiệm, những kiến thức và giúp cho các bạn có thể tự tin hơn trong quá trình bắt đầu sự nghiệp của chính mình. Chương trình Sách Hay Nên Đọc xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc. Đôi khi trong tim ta 1000 lớp sóng như xô vào nhau, cho ta bao thương đau, chẳng biết đời sẽ đưa ta về đâu. Sau bao đêm âm u, chợt thấy cuộc sống cho ta hồi sinh, và mở rộng lòng mình để rồi sẽ thấy tương lai rực rỡ.